chào các bạn, có lẽ là các bạn đã biết tôi là ai rồi. Hôm nay thì tôi có mặt ở đây, trên tay tôi đang có khoảng sau khi đã lược đi thì sự kiện Dota 2 Casting Challenge đã mang đến đây. Chúng ta ở đây tôi đang cầm là khoảng tầm hơn 50 bộ hồ sơ của các ứng viên. Khá là thú vị khi mà tôi rất là bất ngờ ấy mà cái quá nhiều người đăng ký và muốn trở thành một bình luận viên như vậy. Thì chúng tôi sẽ lọc ra 10 bạn có khả năng nhất và gây ấn tượng nhất. Sau đó sẽ thông báo trên trang bình chọn của Esports Việt. Các bạn sẽ sớm nhận được thông tin và sẽ đi đến những cái phần tiếp theo. Với những bạn theo dõi thì và cảm thấy thú vị thì chúng tôi sẽ cố gắng đưa đến các bạn những cái hình ảnh chân thực nhất về quá trình trở thành một bình luận viên của các ứng viên. Hiện tại thì tôi cùng với Miosa đang cố gắng để nói thế nào nhỉ? Rất là khó mà ở đây rất nhiều hồ sơ và các bạn khá là thú vị. Hiện tại thì ok, chúng ta đã lọc ra được cũng phải rất nhiều hồ sơ rồi. Những cái giới thiệu về bản thân, cái CV ở đây phải nói là cực kỳ hấp dẫn. Có những cái, thậm chí là có những người đăng ký và có những cái profile phải gọi là khá là ổn. Nhưng mà đã từng tham gia rất là nhiều giải đấu này, đã từng tham gia cast rất nhiều cái game đấu trước đây, và thậm chí là có người còn có thể cast từ 2 cho đến 3 loại game một lúc cơ. Vâng, mà hầu hết ở đây thì chúng ta nhìn thấy này, về cái độ tuổi của bạn rất là trẻ. Có những cái bản CV chúng tôi nhìn thấy ở đây là 99. Có những người sinh năm 97, 98, còn có cả 99 nữa luôn. Cái niềm đam mê thì nó bắt đầu từ con nhỏ rồi. Về tại thì chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị kiểm tra xem về cái phần cast thử của các bạn sẽ là như thế nào. Và cái phần quan trọng nhất của cái sự kiện Dota 2 Casting Challenge này, đương nhiên là chúng tôi sẽ phải nghe thử giọng của các bạn. Đây là cái quan trọng nhất của một bình luận viên. Và bây giờ thì các bạn sẽ được nghe thử một cái ứng viên mà tôi nghĩ là rất là nặng ký, mà ngay khi nghe giọng mà đấy thời điểm đầu. Về game đấu giữa Fnatic vs MountZ trong khuôn khổ giải đấu LAN cho Dota MLG Pro League Season 2. Chậm gì đây, là không có tiếng game. Và hiện tại đã là phút... Như thế này là khá hơn mình rồi. Game từ những cái giai đoạn đầu rồi. Tỷ số đang là 22-32. Điểm qua đội hình thì Moose. Khoan thấy nào? Thực ra nói thật thì mình sống hơi vội nên là nghe thiên viên này nói hơi chậm. Đúng rồi, cảm giác nó hơi bị lề mề đúng không? Nhưng mà nghe hiện tại chỉ có giọng thôi chứ còn không có kiểu tiếng in game không rồi. Vâng, cái này đầu tiên là không, ta không có tiếng in game. Thứ hai là ở thời điểm đầu thì ai cũng sẽ không đủ để lấy hơi để có thể nói nhanh cho mình được. Thế nên là do giờ cái tuyển cái thời điểm đầu này chúng ta chú trọng là ngữ âm và kiểu không nói sai chính tả này, rồi nó giọng nó không bị quá đặc biệt nên là không có vấn đề gì nhiều, nói chung là chính thống là được. Mà thực chất thì cái này nó cũng hơi khó. Thế kiểu là bây giờ mà ông nào bây giờ nộp mà cũng hay như thế này thì lại thành bị khó trọng. Đúng rồi. Đây, kiểu điểm qua vừa nãy giờ xem rất là nhiều những cái record thì thực chất là chất giọng của bạn rất là khỏe. Cái chất giọng nó cũng kiểu chuẩn, nó lấy lòng người. Nên là bây giờ cái việc lựa chọn này cũng khá là khó. Các bạn yên tâm đi, thì các cái phần replay mà các bạn cast này có bạn thì quay, có bạn thì chỉ thu âm thôi, nhưng mà bọn mình sẽ cố gắng để đăng hết lên cho các bạn có thể theo dõi và bình chọn. Biết đâu các bạn lại tìm thấy một người hâm mộ mới, một cái thế hệ mới, một lứa caster mới và có thể thành công hơn nhiều các lứa bình luận viên cũ sao. Đó, mong các bạn tiếp tục theo dõi sự kiện của tôi.